xuống thôi mình. Hạ xuống cắt cái đầu lên đây. Bẻ qua lăng anh. Chào mừng quý anh chị trở lại với Thiện Máy Cày, kênh chuyên mua bán máy nông nghiệp cũng như là các loại nông cụ kèm theo, dàn cày, dàn sới, máy cuốn rơm. Thì về máy nông nghiệp thì hiện tại chúng tôi đang kinh doanh những cái dòng máy mới 100% từ Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc và một số thương hiệu khác nữa. Sắp tới thì sẽ triển khai. Và song song đó thì cũng có những cái thương hiệu máy kéo đã qua sử dụng. Vì mình khi mà mình sử dụng, mình kinh doanh máy mới thì cũng có những anh chị mà đang có nhu cầu, người ta muốn đổi những cái dòng máy đã qua sử dụng, thì người ta sẽ để lấy những cái con máy mới, thì mình cũng phải có cái dịch vụ đó luôn để mà dễ mua bán, dễ trao đổi hơn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái chiếc John Deere 5310 5310 đó, John Deere 5310 hai cầu. Đây là hai chiếc John Deere 5310 hai cầu, và hai chiếc này sẽ bán nha. 5310 hai cầu thì trước tiên mình sẽ nói về John Deere. Những anh chị nào mà chưa biết thì sẽ biết thêm một tí, còn anh chị nào mà làm về cái lĩnh vực máy nông nghiệp lâu rồi thì khi mà nói về John Deere thì mình sẽ biết về cái nguồn gốc xuất xứ, quá trình thành phát triển của nó, cũng như là về cái thương hiệu của nó và cái chất lượng của nó. John Deere 5310, nói chung là John Deere đó, thì nó được hình thành và phát triển rất là lâu rồi, năm 1800 mấy đó, nhưng mà cũng hơn gần đâu đó là gần 200 năm, hơn 200 năm gì đó. Và đây là một thương hiệu của Mỹ, và những cái dòng máy này thì lúc trước đó, thì nó sẽ được nhập từ Mexico, và hiện tại thì những cái con John Deere mình từ 530, 560, 5055, 5065, 5075 á, thì các thứ nó sẽ được nhập tại Ấn Độ. Nhà máy nó sản xuất tại Ấn Độ và xuất xứ nó Ấn Độ, nhưng mà thương hiệu là của Mỹ nha. Về nói riêng về cái chiếc John Deere 5310 này, thì hai chiếc này hiện tại nó đang là hai chiếc máy hai cầu, và nó cơ hoàn toàn luôn. 5310 thì mã lực của máy sẽ là 55 mã lực. Một số thông tin thì nói nó là 53, một số thông tin thì là 55, nhưng mà theo catalog của nhà sản xuất thì nó sẽ là 55 mã lực. Và cái động cơ của nó, bê tông của nó sẽ là 3 máy. Cái động cơ này nó 3 máy, 55 mã lực và động cơ nó 3 máy. Đặc biệt, đó là đặc điểm về cái công nghệ của ông John Deere 5310, 5055, 5065, 5075 á, ở Việt Nam mình á, thì nó sẽ là chỉ có 3 máy thôi. Có 3 bê tông thôi, trái bê tông nó lớn hơn một chút xíu. Và cái âm thanh mà khi nổ mà của cái động cơ nó sẽ khác so với những cái dòng máy khác, so với một chút xíu. Thì đặc biệt là 5310 này, tức là đàn anh của thằng 5055 hiện tại. Giá của 5055 hiện tại, John Deere 5055 hiện tại thì giá của nó dao động là khoảng trên dưới 520 triệu, chỉ cái đầu máy không là 5055. Thì 50 sau đó sẽ có 5065, 5075. Còn từ 5050, 5045 đảo lại thì cái cầu trước của nó sẽ xài cầu treo. Còn những cái thằng này thì cầu trước nó là cầu thẳng. 5310 cầu trước cầu thẳng. Bây giờ thì sẽ cho mọi người xem về số thông số cơ bản của cái này. Thì động cơ 3 máy mình nói rồi, dung tích của nó là 2.9 lít. Số vòng quay John Deere, những cái chiếc máy mà nó thêm về cày kéo thì số vòng quay của nó là tương đối thấp, dung tích thì nó sẽ lớn, 2.9 lít. Còn nói về BTO ly hợp thì lát nữa tôi sẽ cho mọi người xem chi tiết từng chỗ luôn, để anh em nào ở xa mình có thể xem chi tiết ở trên video, rồi sau đó có thể đến để xem máy trực tiếp. Tại vì cũng có nhiều anh chị muốn xem nhưng mà chưa có video thực tế chi tiết, chỉ quay sơ sơ thôi. Hôm nay thì video này sẽ chi tiết luôn, thông số cơ bản như là tất cả các vị trí nào mà nó bị chưa có đẹp mắt cho lắm thì cũng sẽ phô hết ở trên cái đoạn video này. Bây giờ thì mình sẽ đi đến nói về cái phần BTO, phần số của chiếc 5310 đi. Anh chị nào chưa biết thì mình sẽ biết thêm, còn anh chị nào biết rồi thì mình cũng xem được nội thất của nó, xem về hình hài của nó thông qua mấy cái hình ảnh mà mình lê lê gần gần á. Thì chiếc này về số của nó sẽ là có 9 tiếng và 3 lùi, thì nó sẽ có 3 tầng như thế này. Đây là cái tầng của số của nó nè.
tầng A, tầng B, tầng C, 3 tầng. À, 3 tầng và 3 số. 3 tầng và 3 số. Số 1, số 2, số 3, 3 tầng và 3 số. R này là dê. Ứng với cái số dê này thì mình sẽ có 3 tầng bên tay trái. Và đây nó sẽ có thắng tay bên này luôn. Thắng tay mình sẽ sử dụng như thế này. Thắng tay thì mình sẽ gài vào cái khớp này, sẽ gạt hết về đây, đẩy tới và gạch ngang. Đó. Như vậy thì đã vào cái thắng tay đó. Thì thắng tay nó sẽ được tích hợp chung ở trong này luôn, chứ không có như một số dòng máy khác. Như vậy là đã gạt thắng tay 9 tiếng 3 lùi. Còn cái cần sử dụng BTO thì ở đây. Đây là cái cần cầu dao sử dụng BTO. Thế này, mình chỉ có một số thôi. Đối với 5310 hoặc là 5055 hiện tại thì nó chỉ có một số BTO thôi, là 540 vòng trên phút. Mấy ông sau thì 5065 hoặc là 5075 thì chắc là có thể có hai số BTO, 540 và 750. Còn về cái ly hợp thì nó sẽ xài là ly hợp kép. Thắng thì nó sẽ xài là đĩa ướt ngâm trong dầu nha. Đĩa ướt ngâm trong dầu, ở trong đó nó chỉ có một cái lá bố thôi. Và cái lá bố của nó, tôi sẽ cho mọi người xem về cái lá bố thắng ở vị trí này. Đây là cái lá bố thắng. Nó chỉ có một cái lá bố thôi. Cái lá bố khi mà mình tháo được cái đùi á, tháo cái đùi ra thì nó sẽ nằm ở trong đó và có một cái lá bê tông nó ép chỉ một cái lá này thôi. Còn đối với Zeter thì cũng là một cái sản phẩm, cũng là một cái thương hiệu được sản xuất tại Ấn Độ, và thương hiệu này là của công họ Set. Nhưng mà cái cơ cấu á, nó sẽ tương tự gần như là giống của thằng Sandia. Gần như là nó giống thằng Sandia, nhưng mà một số cái kết cấu nó sẽ khác. Ví dụ như cái phần này, cái phần thắng của nó, cái đĩa của nó sẽ là gồm có 5 đĩa, 3 cái đĩa bố, 3 cái lá bố và 2 cái lá thép. Nó sẽ cũng ngâm trong dầu luôn. Còn này đơn giản hơn, này một lá thôi. Đó là về cái phần số cũng như là phần thắng, phần BTO. Thì phần thủy lực thì nó sẽ nâng những cái mà nông cụ cơ bản như là dàn sới, dàn cài, mọi người nâng đâu đó là khoảng 1 tấn 8. Thì đối với những cái dàn sới này đâu đó dao động từ 500kg đảo lại thôi, nó cũng không có nhiều lắm, không có lớn lắm. Đây là phần đít của nó nè. Phần bình dầu này thì sẽ 68 lít, nhớ không lầm là sẽ 68 lít, thì dao động đâu đó 68 lít, hơn 2 can một chút xíu. Vì là một cái chiếc máy cơ nên nó cũng không có quá nhiều cái chi tiết mà liên quan đến về điện rắc rối. Đây, tôi sẽ cho mọi người xem về cái phần đùi của cái chiếc 530. Thì đùi sau của nó sẽ là đùi thẳng luôn. Cầu trước cũng là thẳng. Phần đùi thì phía đây. Đây là đùi sau của nó. Ở phía này nè, khi mà mình tháo cái máy móc này ra, mình dịch cái đùi này ra thì nó sẽ có một cái lá bố y chang lúc nãy tôi cho mọi người xem. Cái lá bố nó sẽ nằm vị trí này. Đây là vị trí BTO của nó. Chỉ đuôi chuột, một số sới. Vì nó là một cái chiếc máy cơ hoàn toàn, không có quá nhiều vấn đề để mà nói. Giờ mình sẽ nói về cái kích thước như cân nặng. Về cân nặng của cái chiếc 5310 này thì nó dao động vào khoảng 2 tấn 1, chưa có tạ. 2 tấn 1 chưa tạ. Cho chiếc máy 2 cầu nha, 2 tấn 1 hoặc là 2 tấn 3 đó, dao động nó sẽ kém 700kg. Tại vì cũng lâu rồi không xem lại cái catalog của chiếc 530 này, thì cũng nhớ không có rõ, nên có gì thì mọi người thông cảm. Ở phía này là cái vị trí mà gài cầu trước nè, gài cầu trước. Bên là mũi đầu thì mình sẽ sử dụng cái con này. Nó có hai cái cổng chờ thì mình sẽ nối vào sử dụng bên làm mũi đầu. Bên này qua bên phải của phần tài xế đó, thì mình sẽ có cái lắp đôi. Đây là vị trí lắp đôi khóa vi dài đó. Khóa vi dài của 5310 thì mình đạp xuống thì hai bánh nó sẽ lăn cùng lúc, nó khi mà để mình sử dụng lên vực lầy. Tại vì khi mà không sử dụng lắp đôi này thì cái bánh nào mà cái lực của nó chịu tải nhẹ thì nó sẽ lăn, còn bánh nào chịu tải nặng thì nó sẽ không có xoay. Lúc đó thì máy mình nó chạy tạm cái đầu qua có một bên à, để vượt lại thì mình sẽ đạp này xuống. Và mọi người nhớ sử dụng là nhớ chú ý là khi mình đạp lắp đôi thì mình sẽ không đạp thắng. Đạp lắp đôi mà đạp thắng thì nó dễ bứt cái cốt lắm.
lát nữa thì sẽ cho anh sẽ nhờ anh Bình này máy nổ máy lên mọi người xem. Đây cái bơm zin nè, bơm zin của 5310 luôn. Thì bơm của nó cũng tương đối là nhỏ, nhỏ so với GT 160 nên cái lực năng của nó sẽ thấp hơn GT 160 chút xíu. Phần dè. Sơn trên này nhưng mà có sơn lại nha. Con này có sơn lại nhìn cho nó đẹp xíu nhưng mà sơn thì nó còn nguyên. Đèn nhan của nó. Đây là cái tạ zin của Sunder, nó không phải thằng này. Tạ zin của Sunder thì mỗi cục như vậy nó 45 kg, còn tạ này là của ông kia rồi. Tạ này của cái chiếc Nissan Lan Đậu trước kìa. Tại gắn lên để cho nó đỡ thôi, gắn đỡ đẹp xíu tại bên kia nó đang gắn cái làm ủi nên gắn đỡ cái tạ này ở đây. Tạ zin của Sunder nó 45 kg mà thường bây giờ khi mà mình mua máy thì tạ mình sẽ mua riêng chứ mình không có mua chung ở trong một cái chiếc máy. Thì mình sẽ quay xuống cái lắp còn trước cho mọi người xem. Đây cái lắp thì nó sẽ được bảo vệ trong cái ống này. Lắp truyền của thằng 5310 sẽ truyền từ đây. Và nó được bảo vệ trong một cái ống khép kín. Đến đây. Đến đây luôn. Đây là phần cầu trước của nó. Để mà quay cho mọi người xem về cái khuyết điểm, những cái vị trí khuyết điểm của những cái con máy này. Để mà anh em ở xa, những cái vùng ở xa, ví dụ như Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông đồ đó, thì mình sẽ xem được kỹ càng rồi mình sẽ liên hệ với nhau. Chứ máy thì thường là cũng vận chuyển ra đến ngoài Bắc luôn mà. Thì máy thì hiện tại khi mà mua hàng mình vận chuyển toàn quốc. Trong này thì sẽ ca lê, nó sẽ sử dụng cái cặp đăng. Cầu trước này sẽ dùng cặp đăng này mình bơm mở được, bơm mở bò được. Đùi của 530 á, đùi của 5310 thì mình sẽ không sử dụng mở nhớt nha, mình đang sử dụng mở. Đùi zin của nó thì mình sẽ sử dụng mở luôn. Giờ thì tôi sẽ nhờ anh kỹ thuật viên để thử cái lam mũi đầu cũng như là cái dàn sới để mọi người xem. Bên lên đây. Thả xuống rồi mình. Thả xuống cắt cái đầu lên đây. Bẻ qua lăng đây. Thả xuống rồi mình. Lên lại. Lên cái dàn sới đi. Lên dàn sới đi mình. Lên nữa. Hạ xuống xíu. Xuống xíu nữa. Xíu nữa đi. Rồi cho cái bê tô quay. Anh lên lại xíu cho bê tô nó quay. Lên lại xíu cho cái đuôi chuột nó quay. Cho đuôi chuột quay đi. Lên miếng ga mình. Ok, cắt đi. Chiếc kia test thử cái chiếc này nè. Qua test thử cái ben thủy lực của nó. Chiếc này có gắn cặp đăng chưa ta? Chưa, không có gắn cặp đăng à. Thì test thử ben thôi. Ben lên xuống thôi. Với qua lăng thôi. Anh bẻ lái về vòng anh.
Ok. Lên xuống cái bên này. Lên cho mướt mướt á. Xuống lại. Xuống lại mình. Được rồi. Đây giờ bây giờ để vậy đi, được rồi. Tắt đi. Bây giờ đây xe đang ngoài đường á, xe đang đông quá. Với lại đất ruộng á thì người ta xả rồi, không có đất để mà sới thực tế. Nếu mà có đất sới thực tế thì cũng đem máy ra để mình sới thực tế để mọi người xem luôn. Đó là một cái số thông tin mà muốn chia sẻ đến quý anh chị nào và những cái cô chú bác nông dân nào mà đang muốn sở hữu những cái con máy đã qua sử dụng của thương hiệu Mỹ John Deere, và đặc biệt là hai cầu 55 mã lực. Những cái nhu cầu nào mà liên quan đến những cái dòng máy này, nếu mà thấy nó phù hợp với cái nhu cầu của mình, không cần quá tốn quá nhiều về kinh tế để mua một cái chiếc máy mới, hoặc là mình đang eo hẹp một chút về kinh tế, thì có thể lựa chọn những cái chiếc máy đã qua sử dụng như thế này. Còn mình dư giả chút xíu thì mình sẽ có thể chọn những cái chiếc máy mà nó mới 100% này cho an tâm hơn. Thì đối với những cái chiếc máy cơ á, những chiếc máy cơ như thế này thì mọi người cũng không quá lo lắng, tại vì đã được bảo dưỡng, bảo trì hết rồi. Đối với những cái dòng này thì ở miền Nam này nó xuất hiện được 20 năm rồi, nên phụ tùng rất là nhiều, phụ tùng đa dạng, phong phú. Và cái việc mà bắt bệnh của nó thì ở trong này cũng rất là rành, nên những cái đó thì có thể hỗ trợ được cho những anh chị nào mà chúng ta mới sử dụng. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video lần sau, trong những cái video chia sẻ về những cái máy nông nghiệp mới 100% hoặc là những cái máy nông nghiệp mà đã qua sử dụng. Bây giờ thì tôi sẽ xin phép xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau.